tiếp tục với thử thách sống sót ở nơi hoang dã, bỏ lại đôi nam nữ xa lạ trên hoang đảo, họ trần truồng và không được mặc một mảnh quần áo, không có nguồn cung cấp thực phẩm, chỉ cần sống sót được 21 ngày sẽ được thưởng $100,000, có thể làm giàu chỉ sau gần một tháng. Nếu là bạn, bạn có dám chấp nhận thử thách không? Người xuất hiện đầu tiên là Jack, anh ấy là chủ một cửa hàng bán dụng cụ. Jack có niềm yêu thích đặc biệt với các môn thể thao ngoài trời, thể lực không hề thua kém một chàng trai trẻ ở độ tuổi 20, đến với thử thách cũng chỉ vì số tiền thưởng. Tiếp theo là nữ thí sinh Kaza, cô là người mẫu quần áo thể thao. Khi rảnh rỗi, cô thường tham gia nhiều cuộc thi trượt băng, hoàn toàn không có gì để nói về hình dáng và ngoại hình. Không biết Jack lớn tuổi có chịu nổi được không? Cả hai bị ekip chương trình đưa đến một bãi biển. Tiếp theo sẽ là thế giới của hai người. Ngay khi gặp nhau, Kaza đã bị thu hút sâu sắc bởi vẻ ngoài nam tính của Jack và Jack cũng ngượng ngùng đến mức đỏ mặt. Mọi người đều có thể chọn một thiết bị sinh tồn. Jack chắc chắn đã chọn con dao dựa. Kaza lấy một cái bật lửa. Ekip chương trình cũng chuẩn bị chu đáo camera cho họ. Họ có thể làm một vài bộ phim ngắn khi họ chán. Đầu tiên hãy mở bản đồ để xem tình hình hiện tại. Họ đang ở điểm cực nam của hòn đảo. Đầu tiên, cần phải băng qua khu rừng rậm rạp để đến bãi biển phía đông để dựng trại. Sau 21 ngày họ có thể leo lên sườn đồi và chờ trực thăng cứu hộ. Phải nói là ekip chương trình khá làm khổ người chơi. Rõ ràng là có thể chèo thuyền và thả họ trực tiếp xuống bãi biển phía đông, nhưng họ lại muốn thí sinh tự đi đến. Rừng có rất nhiều kiến, mặt đất cũng được bao phủ bởi những bụi cây răng cưa. May là Jack đã đi trước và dùng bi để hứng chịu mọi thứ. Nếu không, cặp bưởi của Kaza khó tránh khỏi bị chảy xước. Thứ khan hiếm nhất trên đảo là nguồn nước ngọt. Đây cũng là mục tiêu hàng đầu của cả hai người chơi. Rất khó để đi lại trong khu rừng rậm rạp này. Hai người họ phải mất 4 tiếng đồng hồ mới đến được bãi biển phía đông. Bản đồ cho biết có nước ngọt gần đó. Việc họ có thể tìm thấy nó hay không phụ thuộc vào sự may mắn của họ. Một lúc sau họ tìm thấy một vũng nước nhỏ. Nước này phải được nấu chín mới uống được. Bây giờ họ phải tìm ra cách tạo ra lửa. Kaza dùng bật lửa trà sát vào cỏ khô. Còn Jack có trách nhiệm ra ngoài kiếm củi. Đừng nhìn vào vẻ ngoài yếu đuối của Kaza, cô ấy thực sự khá giỏi trong việc tạo ra lửa. Ngọn lửa được thắp lên trong vài phút. Rách chặt hai đoạn tre làm ống tre, đổ đầy nước và đun nóng bằng đá cháy. Do đoàn chương trình không cung cấp nồi chảo, anh ấy chỉ có thể làm được với phương pháp này. Rách mạnh dạn uống thử trước. Sau đó Kaza cũng uống một hơi thật sâu. Giờ đã đến buổi trưa. Nhiệt độ cao 40 độ khiến hai người thực sự không muốn làm việc. Nhưng về đêm rừng đầy côn trùng, dù không muốn thì họ cũng phải đứng dậy dựng lều. May mắn thay lá dừa trên đảo rất dồi dào, họ dựng nơi trú ẩn xong trước khi trời tối. Hai người gần như kiệt sức nên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Thời gian đến vào ngày hôm sau, đêm qua nhiệt độ giảm xuống và Kaza rất lạnh. Nhưng mục tiêu chính của họ bây giờ không phải nâng cấp trại. Hôm qua trong nước có mùi đậu phụ thối, họ phải tìm nguồn nước sạch hơn. Hai người dùng dao để cạy lõi cây chuối ra. Một số hơi ẩm có thể được vắt ra từ đây, nhưng lượng nước ít ỏi này không đủ cho nhu cầu hàng ngày của họ. Đề nghị của Jack là hướng tới những quả dừa, nhưng Kaza cho rằng họ nên bảo toàn sức lực cho đến khi tìm được thức ăn. Sao không vào rừng xem có ao hoặc con lạch nào không? Nhưng Jack cảm thấy chỉ một cái cây là không thể ngăn cản được anh. Kết quả là sau khi cắt rất lâu, anh chỉ bóc được một ít vỏ cây. Jack đói và mệt, trong mắt chứa đầy những ngôi sao. Ngay cả khi Kaza ở đó để thuyết phục anh ấy, nhưng anh ấy không tin vào số phận này. Phải mất hơn 3 tiếng đồng hồ mới hạ gục được cây dừa. Jack nghĩ những nỗ lực của anh cuối cùng đã được đền đáp, nhưng không ngờ trái dừa chỉ là một cái vỏ rỗng. Khi cạy nó ra, anh thấy thậm chí không có một giọt nước nào. Toàn thân Jack tan nát trong phút chốc. Bây giờ anh ấy chỉ muốn bơi thẳng về nhà dọc theo biển. Nơi này thật lừa dối. Thời gian đã đến vào ngày thứ 3, Jack phải theo Kaza ra ngoài tìm nước. Nếu họ không bổ sung nước, họ sẽ buộc phải rút lui. Không có nước quá 3 ngày, mạng sống nguy hiểm bất cứ lúc nào. Để làm được điều này, họ phải tìm kiếm mọi ngóc ngách trong rừng. Nhưng sau khi đi một quãng đường dài, họ vẫn không tìm thấy gì. Kaza tự làm bộ đồ chống nắng từ lá chuối. Hai người tới một bãi đá, họ hy vọng tìm thấy nước ngọt chảy từ mưa trong các vết nứt trên đó. May mắn thay, lần này họ đã đặt cược đúng. Nó trông không được sạch sẽ cho lắm, nhưng Kaza, người đang lo lắng, đã nằm xuống và uống ngay không do dự. May mắn thay, nước không có vấn đề gì. Thấy Kaza vẫn ổn, Jack cũng uống rất nhiều, chạy khắp đảo chỉ để uống nước. Họ không còn sức lực để tìm kiếm thức ăn nữa. Một cơn mưa lớn đã đánh thức họ khỏi giấc mơ vào ban đêm. Tin tốt là họ không còn thiếu nước để uống nữa. Tin xấu là nhà của họ không hề chống thấm nước. Khi thời gian đến ngày thứ 5, cơ thể của Jack cuối cùng cũng không thể chịu đựng được nữa. Đó là nước bẩn, trời đang mưa và anh đang lạnh, chỉ đành nằm trong nơi trú ẩn. Anh cảm thấy như toàn bộ cơ thể mình như bị trống rỗng, và Kaza vẫn uống nước như trước, không có gì xảy ra khi vừa uống xong. Chắc chắn tuổi trẻ là thủ đô của sức mạnh, còn Jack không thể ra khỏi giường được nữa. Kaza phải một mình gánh gánh nặng cuộc sống. Đến ngày thứ 7, thân thể của Jack cuối cùng cũng bình phục, nhưng anh ấy đã bị thất bại về mặt tinh thần. Anh luôn nghĩ mình là người cứng rắn, nhưng hôm nay anh ấy đã chấp nhận bản thân đã già. Thể chất của anh không tốt bằng một cô gái. Jack đã sẵn sàng rút lui khỏi cuộc thi. Anh ấy đã báo cho Kaza tin này. Kaza hoàn toàn không nói nên lời với Jack. Cô ấy đã nghĩ anh là một người cứng rắn, cô không ngờ anh lại hèn nhát như vậy. Kaza chỉ có thể khuyên anh nên suy nghĩ cẩn thận hơn, đừng dễ dàng từ bỏ như thế này. Khi trở về nhà, anh sẽ bị cười nhạo nửa cuộc đời. Hơn nữa,
Jack vẫn là một người độc thân già, cô gái nào sau này làm sao dám cưới anh. Jack nghĩ lời nói của Kaza thật có lý, anh ấy điều hành một cửa hàng bán đồ ngoài trời, nếu chuyện này lan ra, anh sẽ không thể tồn tại trong ngành này. Thế là Jack quyết định vui lên, con dao được sử dụng một cách mạnh mẽ, thật trùng hợp, anh cũng tìm thấy một cây chuối trong rừng. Điều này có nghĩa là nếu sống sót sau thảm họa, bạn sẽ được ban phước sau này. Thời gian đã đến ngày thứ 8, vũng nước nhỏ ngày xưa đã cạn khô, họ phải tìm nguồn nước mới càng sớm càng tốt. Xem xét rằng trời mưa thường xuyên hơn ở các vùng nhiệt đới, họ chặt rất nhiều tre để hứng nước mưa. Ai biết được có điều gì đó không ổn với cơ thể của Kaza, cô ấy cảm thấy mệt mỏi vì không uống nước trong một thời gian dài. Đây là dấu hiệu cơ thể đang bị mất nước trầm trọng. Jack vừa lấy lại năng lượng, ai biết rằng Kaza sẽ lại bị trầm cảm. Thời gian đã đến ngày thứ 11, Jack và Kaza đang mò cua trên bãi biển. Jack tìm trong những khe đá. Ngay khi anh ấy dùng dao để cạy hòn đá, thì con cua bỗng chạy ra trước mắt anh. Trong chớp mắt, nó đã biến mất không một dấu vết. May mắn thay Kaza tìm thấy một con cua trên cát. Điều này sẽ giúp họ không phải ra về tay trắng. Sự sống sót của họ có thể dần dần đi đúng hướng. Ai biết được khi đang ngủ lúc nửa đêm, Jack chợt ngồi dậy khỏi giường. Giây tiếp theo là tiếng kêu cứu của Kaza với nhân viên y tế. Jack đột nhiên co giật và bất tỉnh. Tổ chương trình cử người đưa Jack vào bệnh viện trong đêm. Bác sĩ đã khám cho anh một cách toàn diện. Người ta phát hiện Jack có triệu chứng động kinh do mất nước trầm trọng, Jack sẽ phải nhập viện dài ngày để điều trị. Thử thách đột nhiên khiến Kaza cô đơn, cô ấy ngay từ đầu đã không làm gì để giúp Jack, bây giờ thậm chí không có ai để nói chuyện. Nhưng Kaza vẫn chưa có ý định từ bỏ thử thách, cô ấy làm một cây giáo đơn giản bằng tre, nhắm mục tiêu là cá mập. Loài cá mập nhỏ này thường được nhìn thấy ở bờ biển, cố gắng tấn công lén lút nhưng không thành công. Da cá mập không thể bị tre đâm thủng, Kaza chỉ có thể quay lại trại để tìm giải pháp trước. Cô ấy nghe thấy tiếng chuột khi đang ngủ lúc nửa đêm, điều này khiến Kaza rất sợ hãi. Sáng sớm hôm sau cô ra ngoài tìm dấu vết của chuột, nhưng không thể tìm thấy một con chuột trên hòn đảo lớn như vậy. Sau khi dạo quanh một lúc, Kaza quyết định bỏ cuộc. Đã đến ngày thứ 16, Kaza lại ra biển bắt cua. Sau khi bắt được con cua nhỏ, cô ấy cho trực tiếp vào miệng. Cô ấy quá lười để bóc vỏ hoặc nướng nó. Bây giờ mục tiêu duy nhất của cô là sống sót. Khi thời gian đến ngày thứ 19, Kaza đang giữ lấy sự sống chỉ bằng sức mạnh ý chí tuyệt đối. Cô ấy đói đến mức sắp ngất đi. Kaza phải cố gắng giữ bình tĩnh. Thử thách cuối cùng cũng đến 21 ngày. Hôm nay là ngày đến điểm tập kết. Nhưng tình trạng thể chất hiện tại của cô ấy rất tệ. Để không bị ngất xỉu trên đường đi, Kaza đã nghiến răng đào rất nhiều mối để ăn. Sự chua chát này thật không thể tưởng tượng được. Chỉ có thể nói rằng hàm lượng protein thực sự rất cao. Cô ấy cần phải đi bộ 5 km quanh toàn bộ hòn đảo. Cuộc hành trình này không chỉ bao gồm việc đi bộ qua những bãi biển đầy đá sắc nhọn, mà còn phải đi qua những vùng biển có nhiều rắn nước. Chỉ cần nhìn vào cũng biết loài này rất độc. Tiếp theo là cấp độ cuối cùng, cô ấy cần phải leo lên sườn đồi cao 50m này. Đây là một thử thách lớn đối với thể lực của cô. Kaza khởi hành lúc 8 giờ sáng và giờ đã 5 giờ chiều. Cô phải leo lên sườn đồi trước khi trời tối, nếu không, nó sẽ được coi là thử thách thất bại. Kaza không ngừng leo lên, khi cô ấy ngày càng tiến gần đến đỉnh núi, khoản tiền thưởng 100.000 dường như đang vẫy tay chào cô. Hoàng hôn dần buông xuống, cô ấy thực sự đã thành công. Mọi thứ thật không thể tin được. Kaza lấy máy ảnh ra và ghi lại khoảnh khắc trước mặt. Cô ấy sẵn sàng đi du lịch khắp thế giới với số tiền thưởng của mình.